Nhị Hà quanh Bắc sang Đông, Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này. Câu ca dao cổ ngắn gọn đã đúc kết địa thế của Hà Nội, thành phố trong sông. Hay nói đúng hơn là những con sông đã bồi lắng phù sa, kết tạo nên thành phố hơn nghìn năm tuổi với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Những dòng sông và dòng chảy của nó là khởi nguồn để bồi đắp, lắng đọng cho Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội lịch sử, hình thành nên con người, cảnh quan và cả một không gian văn hóa cho thủ đô hơn 1.000 năm tuổi. Hơn 20 năm trước, khi nói về kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, ai cũng biết đó là con kênh ô nhiễm bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh với dòng nước đen đặc. Thế nhưng với quyết tâm thay đổi, từ năm 2002, dự án cải tạo vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè đã được thực hiện. Sau gần 10 năm triển khai, tháng 8 năm 2012, công trình này đã khánh thành, đánh dấu sự hồi sinh của dòng kênh suốt bao nhiêu năm chết chìm trong rác. Liệu Hà Nội có thể rút ra bài học gì từ chính câu chuyện này? Hà Nội vốn là một thủ đô có rất nhiều sông hồ. Hệ thống mặt nước này tạo thành những nét đặc trưng và điểm nhấn cảnh quan đa dạng không nơi nào có được. Đã có thời, mạng lưới sông hồ của Hà Nội không chỉ là nguồn cung cấp nước hay thực phẩm quan trọng, mà còn đóng vai trò hệ thống giao thông đường thủy kết nối Hà Nội với vùng miền lân cận. Các dòng sông và hồ nước, vì thế là thành phẩm không thể tách rời với sự hình thành và phát triển của Hà Nội. Cái tên Hà Nội có nghĩa là bao quanh bởi các con sông, phản ánh vị trí địa lý của Hà Nội. Những dòng sông trong thành phố từng là con đường giao thương với cảnh quan độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng cho đô thị Hà Nội. Thành phố trong sông và bên những dòng sông với sự đa dạng của cảnh quan, hệ sinh thái và đời sống. Nhưng giờ đây, nhiều dòng sông chỉ còn một màu đen đục, có chăng chỉ thay đổi vào mỗi mùa mưa. Đã từng có những dòng sông mang theo những nhịp thở phố phường, nơi gắn liền với đời sống của cư dân đô thị. Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Xét và một số dòng sông khác len lỏi hòa vào nhịp sống của vùng đất linh thiêng. Nhưng giờ đây, những dòng sông đang bị ngưng lại trong thành phố không ngừng vận động. Hà Nội hiện có 9 con sông chảy qua thủ đô, gồm sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Tích và sông Tô Lịch. Trong đó, sông Tô Lịch là con sông duy nhất nằm trong nội đô. 8 con sông còn lại đều chảy qua Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Hiện nay tất cả các cái dòng sông của chúng ta sở dĩ nó chết ấy, là vì chúng ta không kiểm soát được cái ô nhiễm, cái nước thải thả vào trong cái dòng sông. Đấy là một nguyên nhân, đặc biệt là các cái sông ở thủ đô. Thứ hai là cái nguồn nước cấp, nguồn sạch, nước sạch ấy, cấp qua dòng sông ấy cũng không có. Thế như thế là có hai cái yếu tố là thì không có cách gì mà sông không thể nào mà không có cái cách gì mà sông nó sạch được. Tại vì cái nguồn nước của đô thị của các cái đô thị thủ đô rất lớn. Chưa kể còn đối với lại sông Đáy, sông Nhuệ thì còn có cả cái vấn đề công nghiệp, nông nghiệp. Thì như thế là nó tạo nên các cái sức chịu tải của nó không đủ sức chịu tải và nó bị ô nhiễm. Mỗi con sông đều có những câu chuyện riêng gắn liền với những hoạt động phong phú, nhộn nhịp của những người dân sống hai bên bờ. Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua 6 quận huyện có mật độ dân cư đông đúc của thủ đô Hà Nội, gồm Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai và Thanh Trì. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, với 300 cống xả, trung bình mỗi ngày, sông Tô Lịch phải tiếp nhận khoảng 160.000 mét khối nước thải sinh hoạt. Hiện thành phố có khoảng hơn 5.700 km cống rãnh, hơn 250 km mương, sông, kênh, 125 hồ điều hòa, 10 trạm bơm thoát nước mưa chính. Trong khi đó, Hà Nội có 6 nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, các nhà máy xử lý nước thải này chỉ xử lý được hơn 22% số lượng nước thải ra hàng ngày. Còn tới 78% vẫn đang được xả thẳng ra môi trường.
việc tìm kiếm nguồn quỹ xã hội hóa cho các hệ thống thoát nước còn khó khăn, và đó cũng là một trong những yếu tố khiến tiến trình xử lý nước thải sinh hoạt chưa đạt được kế hoạch. Nước thải của Hà Nội chủ yếu được thải vào một số sông, hồ chính như Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu, sông Tô Lịch, ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người dân sống xung quanh hồ và dọc theo các con sông. Số còn lại ngấm xuống các mạch nước ngầm, làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt tại một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các dòng sông nó không có cái kế hoạch, cái quy hoạch để mà đưa nước của các cái nguồn nước sạch vào. Thì hiện nay cái nguồn nước sạch, nguồn nước lớn ở Hà Nội là gì? Là chỉ có sông Hồng thôi. Nhưng mà các cái sông Kim Ngư, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Xét làm gì có cái quy hoạch mà đưa các cái nguồn nước này vào đâu. Thành ra là làm gì có cái nước để mà nó nước vào ấy, thì nó có hai cái mặt. Một là nó tạo nên cái dòng chảy, thứ hai là nó pha loãng. Nếu mà nó nước rất rất nhiều thì nó sẽ pha loãng làm cái dòng sông sạch. Còn như cái tình trạng bây giờ thì nước cũng rất nhiều, không có cách gì mà pha loãng được. Dòng sông chỉ được thau rửa trên bề mặt khi vào mỗi mùa mưa đến, nhưng rồi lại quay trở về sự ô nhiễm. Một vài bè cây thủy sinh được trồng trên mặt sông chỉ cho thấy rõ tình trạng bấp bênh trong việc cải tạo ô nhiễm dòng sông. Nếu không có giải pháp thu gom và xử lý bằng công nghệ cao, hiện đại, thì rất khó có thể cải thiện tình trạng ô nhiễm trên những dòng sông. Việc cải tạo bằng hệ thống lọc đã từng được các chuyên gia Nhật Bản thử nghiệm áp dụng. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn để dự án này có thể thực hiện trọn vẹn. Để làm hồi sinh sông Tô Lịch, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 mét khối mỗi ngày đêm, được khởi công vào tháng 10 năm 2016. Nhà máy xử lý thải Yên Xá thì sử dụng cái công nghệ gọi là công nghệ xử lý truyền thống AO, có nghĩa là cái công nghệ này gồm có hai bước, đấy là cái bước gọi là hữu khí và kỳ khí. Nghĩa là trong cái bể phản ứng này thì cái vùng đầu tiên vào nó gọi là cái bể hữu khí, thì các cái con vi sinh cần phải cấp không khí vào để cho nó ăn các cái chất hữu cơ bên trong nước. Và sau khi nó đi qua cái zone khu vực đầu tiên thì nó chuyển sang cái khu vực thứ hai, nó gọi là khu vực kỳ khí, thì gồm các con vi sinh vật gọi là kỳ khí, nghĩa là thiếu khí. Nhà máy này thì không sử dụng hóa chất, đấy, không sử dụng hóa chất để xử lý nước thải mà chỉ sử dụng các con vi sinh thôi. Nó ăn các con bùn đấy, nó tạo ra các con bùn. Ở điều kiện thời tiết khô là sẽ xử lý 270.000 mét khối ngày đêm. Còn trong điều kiện thời tiết mưa thì nó có thêm một cái công nghệ nữa, đấy là gọi là công nghệ bể lọc cao tải. Rất là đặc biệt, cái đây là công nghệ mua bản quyền của bên Nhật Bản, thì nó sẽ xử lý thêm khoảng 234.000 khối nữa. Tổng công suất nhà máy là 576.000 mét khối ngày đêm trong điều kiện thời tiết mưa. Đối với các cái lưu vực sông ở liên quan đến cái gói này sẽ được cải thiện, như là sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Đấy, nghĩa là những con sông mà để cấp nước về xử lý cho nhà máy này thì bây giờ sẽ là nước sạch đổ ra, không còn nước bẩn đổ ra các con sông Tô Lịch và sông Nhuệ nữa. Và mình mong là sau khi nhà máy được thực hiện thì các cái dòng sông Tô Lịch và sông Nhuệ sẽ được rất là sạch, giống như các con sông ở các nước khác mà mình đã từng đi, là nghĩa là sau khi người ta cải tạo nước nó phải rất là sạch, nghĩa là mình có thể ra có thể ngắm được cái dòng sông nước nó trong lành giống như ngày xưa, chứ không phải là cái nước bẩn và nước thối như bây giờ. Anh em công nhân thì nói chung là cũng phấn khởi vì mình đã làm đầy đủ tiến độ của công việc nên là cũng phấn khởi cả. Riêng tôi thì là một người công nhân thì là góp một phần cho môi trường sạch sẽ thì chúng tôi cũng cảm thấy là vui và hạnh phúc. Dự án có tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng, nằm ở cánh đồng Yên Xá, huyện Thanh Trì. Tồn tại lớn nhất của dự án là việc xây dựng hệ thống dẫn nước thải về nhà máy để xử lý. Hiện việc xây dựng hệ thống dẫn nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy mới hoàn thành khoảng hơn 90% khối lượng. Trong dịp kiểm tra tiến độ dự án gần đây nhất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hệ thống đường gom nước thải về nhà máy. Song song bên cạnh đó, không chỉ có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, mà còn có sự chung tay của cả người dân với nỗ lực để dòng sông Tô Lịch có thể lưu thông trở lại, không còn là một dòng sông chết. Khôi phục lại cái dòng sông chết của Hà Nội, tôi cho là đấy là một cái việc mà cực kỳ là quan trọng. Tại vì giữa thủ đô mà chúng ta để những con sông, cái cảnh quan của hệ thống sông nó đã không đẹp rồi.
thứ hai là ô nhiễm về mùi, đúng không? Là ô nhiễm không khí là cũng tạo nên một cái ảnh hưởng. Do đó mà vấn đề mà thứ hai là đã giữa thủ đô mà lại để các dòng sông chết thì nó rất là vô lý. Do đó mà cái vấn đề là cái khôi phục lại các dòng sông này mà đã không phải bây giờ mới nói đâu, mà đã có rất nhiều các kế hoạch rồi. Sông Tô Lịch có kế hoạch, sông Kim Ngưu này cũng có những cái đề án. Bây giờ sông Tô Lịch nó là cái sông nội địa, nên bây giờ muốn tạo được cái dòng chảy cho sông Tô Lịch chỉ có một cách là lấy nước từ sông Hồng. Thì lấy nước sông Hồng vào thì có hai đường, thứ nhất là đường qua Hồ Tây. Thì muốn đường qua Hồ Tây thì là mình phải có một cái trạm bơm lấy nước từ sông Hồng vượt qua để vào làm cung cấp nước cho Hồ Tây. Đoạn sông Tô Lịch chảy qua huyện Thanh Trì được người dân gọi là sông Om. Trước đây là một con sông đẹp gắn với nét thanh lịch của thủ đô Hà Nội một thời. Song từ những năm trước, tuyến sông này không được nạo vét nên hai bờ sạt lở, lòng sông thì bồi lắng, cùng với việc xả rác bừa bãi của người dân khiến sông bị bùn đất, rác thải lâu ngày gây tắc nghẽn, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nguồn nước sản xuất nông nghiệp, cảnh quan đô thị. Nhưng từ nhiều ngày nay, người dân ở làng Quỳnh Đô, huyện Thanh Trì đã có thể sử dụng cần câu để đi câu cá trên khúc sông này. Đây là điều mà chỉ có trong ký ức của họ. Mấy năm gần đây thực ra là cũng vệ sinh môi trường của địa phương rất là tốt, cũng được các cấp chính quyền và mấy lại các hội chi đoàn là cũng quan tâm và cũng hay rất hay cho tổng vệ sinh, nhất là vào các sáng thứ bảy hàng tuần. Vệ sinh môi trường đương nhiên là hai bên bờ sông nó cũng rất là sạch sẽ. Dòng nước trên đoạn sông đã không còn một màu đen đục mà đã trở nên trong xanh. Đó là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả người dân lẫn chính quyền ở địa phương này bằng việc nạo vét, bơm nước tạo dòng chảy mới, thậm chí cả việc người dân hiến đất để tạo ra đường gom hai bên sông, thuận tiện cho việc sinh hoạt và đi lại. Một sự chuyển biến rõ rệt tại chính nơi họ sinh sống. Nói chung là nó được cải thiện khoảng độ vào được 60% rồi đấy. Bởi vì ngày trước năm 2016 thì bẩn lắm, ô nhiễm kinh khủng luôn. Nhưng bây giờ tiến tới dần dần sạch bởi vì mọi người đều có một cái ý thức bảo vệ môi trường là nó cũng được gần gần như trở lại. Nhưng ngày xưa thực ra chúng tôi ở đây từ bé đến lớn, từ ngày còn đang đi học lớp cấp 1, cấp 2 chúng tôi đã thường xuyên tắm con sông này rất là nhiều. Và như bây giờ thì nó cũng, tôi cũng không mong được nó được như ngày xưa. Thế nhưng được đến bây giờ cũng là một cái điểm rất là tự hào của địa phương chúng tôi. Vì nó con sông nó đã trở lại được đến 50-60% như cái vị trí ngày xưa nó được trong xanh trở lại, nó mát mẻ. Rất là phấn khởi, là một cái việc mà có lợi cho tập thể cũng như là địa phương. Mà để lưu thư được cái dòng chảy và cái gì cái nước được sạch sẽ. Đấy là cái điều mà chúng tôi là trách nhiệm của mỗi người dân. Là có cái trách nhiệm lưu thông dòng chảy và gìn giữ cái dòng chảy và cái nước để làm sao để cho nó sáng xanh sạch đẹp khu dân cư cũng như là của địa phương, thì chúng tôi dành các cái thời gian đấy ra cũng là một việc rất là quan trọng và xứng đáng cho cái việc vệ sinh môi trường của địa phương. Chúng tôi thì có một cái dòng sông Tô Lịch là chạy qua địa bàn. Thế và chúng tôi đã huy động bà con nhân dân là hàng tuần là vào sáng thứ bảy và chủ nhật là tập trung làm công tác vệ sinh môi trường dọc hai bên bờ sông để trồng hoa, thế và tập trung là phối hợp với lại công ty khai thác công trình thủy lợi để làm sạch cái dòng sông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là thực hiện cái xã hội hóa để tiến hành là những các cái điểm mà tồn tại các cái chất điểm rác thì chúng tôi dọn sạch và đặt các cái ghế đá để phục vụ cái sinh hoạt của bà con nhân dân. Đoạn sông Tô Lịch đã được cải thiện, mang đến nhiều sự đổi thay cho người dân địa phương ở đây. Thứ nhất là cái cảnh quan của chúng tôi là nó xanh sạch đẹp hơn. Thứ hai là phục vụ ngay cái môi trường sống cho bà con được tốt hơn, không bị ảnh hưởng bởi cái nguồn nước nó ô nhiễm. Và giá trị về đất đai của chúng tôi là được nâng lên. Khi mà cái cảnh quan nó sạch đẹp thì về tinh thần rồi là về vật chất của bà con nhân dân được nâng lên rất nhiều. Chúng tôi thì có các cái tổ tuyên truyền
thế và giao cho các đồng chí lãnh đạo và thôn, tổ dân phố. Tất cả các đoạn đó thì có các đồng chí là sẽ huy động các đoàn thể để vận động tới bà con nhân dân. Chính vì vậy thì trong những năm qua thì nhân dân xã Vinh Quỳnh nói chung và ở tại các cái cụm dân cư nói riêng thì đều có các cái phong trào vệ sinh vào sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Mọi người, mọi nhà đều ra quân để làm. Chính vì vậy thì ý thức của nhân dân đã được nâng lên một cách rõ rệt. Qua đó thì chúng tôi đã làm sạch được cái dòng sông và cái cảnh quan môi trường được sạch sẽ, phong quang. Vĩnh Quỳnh là một xã thuần nông nghiệp. Chính vì vậy, hiện nay toàn bộ nước canh tác đều được lấy từ các con sông cho việc tưới tiêu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với dòng sông được trong xanh trở lại như thế này, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ có giá trị rất lớn, tạo nên chất lượng của sản phẩm nông nghiệp để phục vụ cho chính người dân trên địa bàn cũng như toàn thành phố Hà Nội. Cũng có những dự án muốn biến sông Tô Lịch thành công viên văn hóa, du lịch tâm linh, nhưng sẽ không làm được gì nếu không cải thiện được tình trạng ô nhiễm của dòng sông. Hà Nội hiện nay có 6 khu xử lý nước thải, tổng công suất 276.000 mét khối một ngày đêm. Tỷ lệ nước thải được thu gom xử lý mới đạt được 30% của toàn thành phố. Quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế. Người dân cũng không biết làm sao khi nước thải chỉ được thu gom và xả thẳng xuống sông. Trong khi đó, những dự án thu gom xử lý nước thải vẫn đang chậm tiến độ bởi nhiều lý do. Để làm sống lại sông Tô Lịch thì lúc này chúng ta phải cúi cả hai vấn đề. Thứ nhất là cấp nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Cái hai là phải giải quyết là cái hệ thống nước thải của nội đô ra đấy, phải xử lý được hệ thống thải. Thì lúc đó mới biến dòng sông Tô Lịch trả lại cái tên cho nó được. Nên cái việc xây dựng hai cái công trình điều tiết ở Xuân Quan và Long Thủy là cần thiết. Dự kiến nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 với công suất xử lý 270.000 mét khối nước thải mỗi ngày đêm. Được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm cho dòng sông Tô Lịch để mang đến cho Hà Nội một diện mạo mới. Hà Nội có thể học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến như Pháp. Thủ đô Paris của nước này đã phát triển cho đến đầu thế kỷ 20 vẫn trên cơ sở lấy sông Seine làm trục thành phố. Trung tâm Paris thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 19 và hiện nay cũng chạy dọc sông Seine. Hay thành phố London của Anh cũng lấy sông Thames là trục cảnh quan và trục bố cục của đô thị. Nếu như chúng ta đến Seoul, Hàn Quốc, ngoài các điểm tham quan nổi tiếng như bảo tàng, công trình kiến trúc thì sẽ là cảnh quan hai bên bờ dòng sông Hàn. Các di sản văn hóa cũng thường được thấy dọc những con sông, trở thành những chứng nhân lịch sử cho mỗi cộng đồng và cả dân tộc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển không thể phủ nhận, Hà Nội đã được tạo lập khi lấy các dòng sông làm trục cảnh quan đô thị. Hà Nội đã lập quy hoạch lấy trục cảnh quan chính là sông Hồng, dựa trên các bài học phát triển thành công của nhiều quốc gia trên thế giới như Seoul, Hàn Quốc, với hai bờ bên sông Hàn, hay trước đó là Paris, London. Thực tế cho thấy, việc phát triển không gian đô thị hiện nay khi gắn kết với các dòng sông đang mang đến nhiều lợi ích, khơi mở nhiều tiềm năng để khai thác. Và với Hà Nội, việc sở hữu các dòng sông là những tài sản, di sản vô giá. Chúng ta nhất là cái con hiện nay đấy, chúng ta vừa mới xem cái một cái hình ảnh của con sông ở giữa Seoul, đúng không? Thời kỳ ông Lee Minh Park ông làm, ông ấy cải tạo thì con sông cũng giống như cái con sông Tô Lịch bây giờ của chúng ta. Nhưng mà nó rất quyết tâm cả một cái hệ thống, và thứ hai là ông phải dẹp bỏ, và thứ hai là đầu một cái khối lượng đầu tư nó rất thỏa đáng vào đấy thì nó làm được và tạo nên hiện nay là con sông cực kỳ đẹp. Nó là một cái chỗ mà cảnh quan du lịch, mà giả dụ mà chúng ta cứ tưởng tượng là ở Hà Nội các con sông đều làm như thế thì phải nói là tuyệt vời lắm. Nó cái tính khả thi của nó là không. Các cái vấn đề là phục hồi các dòng sông thì chúng ta lại có cái điều kiện là chúng ta có nguồn nước cấp là cái con sông Hồng tương đối thuận lợi. Do đó mà tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta có quy hoạch cho đàng hoàng và quyết tâm cho nó mạnh mẽ.
thì chắc chắn là chúng ta là cái chuyện đấy khả thi. Hiện nay, nhiều dòng sông tại Hà Nội có thể khai thác được cảnh quan hai bên bờ đối với kiến trúc đô thị, phát triển du lịch, thậm chí là những chiến lược lâu dài về quỹ đất. Bởi khi việc khai thác các dòng sông vô hình chung đã tái hiện quá trình lịch sử, văn hóa của đô thị, thành phố đó. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có sông Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Đà, sông Đáy, sông Đuống, sông Tích, có rất nhiều tiềm năng trong phát triển văn hóa, du lịch nhưng chưa được đánh thức. Đây là một cái dự án tái khởi động tốt, nhưng mà để xem xét thì cần phải đồng bộ các yếu tố tác động của đây. Ở đây nó không chỉ là một công trình văn hóa mà nó còn công trình có lợi ích cho kinh tế không? Và đặc biệt là kế thừa như thế nào các cái nghiên cứu đã có và rút ra bài học kinh nghiệm gì vào giai đoạn trước chưa thành công. Nguyên nhân việc khai thác các dòng sông tại Hà Nội chưa được hiệu quả là hiện nay có những xung đột, mâu thuẫn giữa cảnh quan tự nhiên và vấn đề phát triển đô thị. Trải qua thời gian, chịu áp lực của sự gia tăng dân số cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, các dòng sông ở Hà Nội thực sự đang bị bức tử theo đúng nghĩa đen của nó. Câu chuyện khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường các dòng sông đang là bài toán thách thức lớn cho Hà Nội và cần sớm có lời giải. Thí dụ như là chúng ta sẽ bố trí các hệ thống trạm bơm, đúng không? Hệ thống vấn đề là đưa nguồn nước vào qua đâu? Thí dụ như là sông Tô Lịch chẳng hạn thì có thể là đưa qua Hồ Tây hoặc là đưa trực tiếp, sông Nhuệ, sông Đáy thì đưa trực tiếp rồi. Nhưng còn các sông kia Lừ, sông Kim Ngưu là nếu mà có cái quy hoạch thì nó sẽ tạo nên các cái hệ thống đường kênh, đường ống, áp lực, đường ống nước vào thôi. Cái con sông Hàn Quốc cũng thế, người ta đưa vào, người ta tạo nên các cái thế năng, các cái đập để cho nó nước nó chảy. Và đồng thời là cái câu chuyện quan trọng nhất là cái xử lý nước thải. Hiện nay các con sông gần như là cái tính khả thi của nó kém cỏi mà rất khó nếu mà chúng ta không làm được cái hệ thống tách cái hệ thống nước thải ra khỏi cái xả khi trước khi xả đã bảo đảm một cái tiêu chuẩn nhất định vào sông thì cực kỳ khó, kể cả khi chúng ta có nguồn nước thì cái nguồn nước ấy phải nói là rất lớn thì mới có thể bảo đảm được, nếu không thì nó vẫn là những cái dòng sông bẩn. Do đó một cái câu chuyện quan trọng, chúng ta nhìn này các cái Kim Ngưu, chúng ta thấy các hệ thống, các cái cống rãnh chảy vào hoặc là sông Tô Lịch thế thôi, những cái hệ thống cống rãnh chảy trực tiếp vào trông rất ghê, bao nhiêu là nước cho pha loãng được. Không chỉ những dòng sông, hệ thống mặt nước là ao, hồ, kênh rạch của Hà Nội cũng cần phải giữ gìn. Cảnh quan chính là cái hồn của đô thị, làm cho mỗi đô thị trở nên đặc biệt và có dấu ấn. Bài toán phát triển nóng của Hà Nội đã được rất nhiều các nhà khoa học, nhà chuyên môn đặt ra câu hỏi và đang đi tìm câu trả lời thấu đáo. Để phát triển di sản các dòng sông tại Hà Nội hiện nay là việc có giữ được bản sắc vốn có hay không. Tất cả là nhờ việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, đặc biệt là quỹ mặt nước của Hà Nội. Một đô thị quy hoạch có tốt đến đâu, phát triển hiện đại đến đâu mà không giữ được bản sắc thì khó phát triển bền vững. Tuy nhiên, nếu có quyết tâm chính trị, có sự đồng lòng của người dân, xã hội thì có thể cứu được, và phải đặt ra mốc thời gian cụ thể để hoàn thành công việc này. Nên nhớ, tên của Hà Nội, cái tên này liên quan mật thiết đến sông. Quá trình hình thành, phát triển cho đến ngày nay cũng gắn liền với các con sông. Nhưng sông phải có đủ các yếu tố cần thiết để nó được gọi là sông theo đúng nghĩa. Đó là có dòng chảy, có sinh vật, cây cỏ sống được, và quan trọng nhất, người dân được tận hưởng những giá trị mà sông mang lại.